Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Làm Dâu, một chủ đề luôn luôn hay và rất là gây cấn mang rất là nhiều những màu sắc drama kịch tính ở trong đó uh, giữa mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu uh, kể cả là ngày xưa cho đến ngày nay ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Trong lúc ấy thì bà nhấn đang bảo con trai nếu con vân kêu nó không về thì con cứ sang nó rộng cho nó mấy cái bàn tay trước xem nó làm gì được con nào. Tương mỉm cười ai mà phụ như thế. Nhưng con biết mẹ và con sẽ bắt nó về bây giờ đấy Bên kia đang ép Giang nghỉ về thật Bà Nhẫn lại bảo tường Nếu nó chịu về thì con cũng phải dàn mặt phủ đầu nó đấy nhá Con này là nó cũng khó chịu lắm Tường nói Cũng còn tùy mẹ Thật ra thì Tường cũng yêu vợ Nhưng gặp lại Giáng Hương là tình cũ nghĩa xưa Và Giáng Hương thì lại đang ở chỗ có chức có quyền Giúp đỡ cho Tường về sổ sách giấy tờ Nên chẳng cần Giáng Hương Nhưng Giáng Hương vì hận Khi trước bị bà nhẫn chê là nghèo nên sợ cưới dâu chỉ biết ăn rồi đi học mới không chịu đi hỏi cho tường thành ra giáng hương quyết bắt xác con bà đến hôm rồi lại gặp giang nhị thế giang nhị ghen nàng lại thích trêu rồi lại có ý làm sao cho tường phải mê mình trong khi giáng hương quyết bắt xác tường thì bà nhẫn lại hy vọng lợi dụng giáng hương thành ra họ đã có sự liên hệ chặt chẽ như thế hỏi làm sao mà giang nhị có quyền gì với chồng được bà vũ kim và thái gò giang nhị phải theo Vân về. Bà đừng có làm chuyện nhỏ ra lớn. Chuyện chúng mày mà thành ra hai bên rồi ra oán giận nhau đấy nhá. Giang nhị về nhà với vẻ mặt khinh khỉnh chứ không thèm buồn. Ba nhẫn nhìn thấy đã ghét nên dạo hoài ngày. Con kia, sao này không đi chợ nấu ăn? Muốn để cho cả nhà nhịn ăn à? Giang nhị chỉ Vân. Cô Vân cố giỏi nồi chợ Việc nấu ăn lo nhà cửa trước là của cô ấy Bây giờ con có đi vắng Cố làm dù một tí Có sao đâu Vân quay phắt lại chỉ mặt ra Nhị Chị nói hay nhở Thế tôi còn nhỏ nên chị bắt nạt à Về cưới chị về để chị làm má tôi à Và Vân quay ra nhìn mẹ Mẹ nghe chị nói có lò tai không Đúng là đồ ngu Việc con bé con 15-18 tuổi Nó làm được Thì mình cũng phải làm được Mà làm khéo, làm nhanh hơn nữa Mới đáng làm chị nó chứ Tường thấy mẹ đưa mắt thì nạt vợ. Em đừng có lý sự. Em út còn phải học hành, nó lo bài vở. Đâu có rảnh như em. Em phần bỉ khó nghe quá. Giang nhỉ nhìn chồng. Vậy tôi mệt, tôi không được nghỉ à? Vân nói lớn. Muốn nghỉ, phải xin phép mẹ rồi mới đi chơi. Chứ chị coi thường mẹ thì ai coi trọng chị? Bà nhẫn nắm tay Vân. Thôi, đi lên con để cho vợ chồng nó dạy bảo nhau vân còn nguyết chị dâu một cái mới theo mẹ lên lầu tường lảng vào phòng chàng cũng biết mình bỏ ra ngoài là có lỗi với vợ nên cầu an nhưng thấy chồng hiền hiền thì giang nhỉ lại tiến tới nàng vào theo tường đứng chống nành và hỏi tôi có phải là vợ anh không anh nói đi tính tường ít nói mà cộc là con nhà giàu thì xưa nay ít nghe ai hoại tường nghe vợ hỏi giọng ấy thì có là con chó Giang Nhỉ không ngờ câu nói đó nên lịm người. <laughs> Hay đấy, thì ra tôi là chó ở nhà này, phải không? Đã lỡ miệng tường lường khừng. Phải thì sao? Nếu phải là chó, thì sẽ có ngày nó cắn rồi đấy. Vậy là chó điên, phải bắt đập chết. Chứ không á, không có cả cái hân hạnh được vào nồi dựa mận nữa kìa. Chẳng lấy lại. Phải không? Chó lành đâu có cắn chủ hả? Giang nhìn lại liểm đi Rồi tỉnh hồn lại chỉ tay vợ chồng Anh cũng đáo để ghê gớm lắm Chứ đâu có vừa Còn em Giang nhìn lại mím môi Tôi chưa đụng ai ở nhà này hết Tường nhớ lời mẹ dặn Nên nói dàn mặt vợ Em là cái gì cái nhà này Mà dám đụng ai Em tử tế thì được tử tế Hỗn hào thì được cư xử theo hỗn hào chỉ có thế thôi giang nhị tròn mắt nhìn chồng anh tính định làm gì tôi mà anh hăm dọa nếu cần thì tôi sẽ làm thật chứ không phải là dọa đâu anh cứ thử làm thật đi tùy theo em rồi mới làm chứ em làm sao thì xử vậy em thuận thảo thì bình yên em quậy thì phải có sóng gió anh làm gì cũng chịu hợp lý Coi bộ chồng mình không chịu nhân nhượng, Giang Nhị lại nổi tự ái. Vợ chồng ở với nhau đã thấy không cần thiết có nhau. Thì tưởng nên xa nhau. Giang Nhị dại dột nên mới thách thức như thế. Vì lúc này trong cuộc sống của Tường đã có dáng hương. Tường cười gần. Vậy là em tự đưa ý kiến xa nhau trước đây nha. Vẫn bướng bỉnh Giang Nhị nói. Đúng vậy. Nếu ở bên anh mà anh coi như của nợ, anh cứ phải tránh đi ở chỗ khác. Tối ngày thì chẳng thà là xa nhau, giết khoát một lần cho nó xong. Bà nhẫn ở trên lầu hét lên. "À, bây giờ nó bỏ nhà đi chơi tự do khỏi hỏi ai, về đến nhà là kiếm chuyện. Vậy thì bảo nó lấy quần áo về với mẹ nó đi, tư trang để lại trả tao những cái món đồ cưới thôi." Giang Nhị cười gần "Nói dễ nghe nhỉ, đây muốn đi thì đi, muốn ở thì ở, chẳng ai đuổi được cả." Bà nhẫn bảo Vân Mày xuống bảo nó trả lại tao đồ nữ trang đã cưới rồi ra khỏi nhà Vân vừa mới xuống tới Giang nhỉ hỏi Để tao xem mày nói gì Mẹ bảo chị trả lại đồ cưới Giang nhỉ chỉ Vân và chửi xéo Thôi chị ơi Tại chị bất nhã với người ta trước Giang nhị khoác mắt và bảo Vân Vào nhà người ta và cứ ông ống kêu tên chồng người ta Thì chửi cho nữa mới đúng Bà nhẫn ở trên kêu ầm lên Tường Thằng Tường có đó hay không Hay là lại đi rồi Con chưa đi Vậy mà mày để cho nó phá nhà tao ra đi à Giang nhị ôm cái túi sách đứng lên Bảo tôi phá nhà thì tôi lại đi chơi Tối anh đến nhà tôi đi Ta nói chuyện lần cuối Tường gật đầu ngước lên nói mẹ đừng nói với nó con không có lỗ đâu vân chạy lên can mẹ tưởng thấy áo lấy xe đi miệng làu bào đối với đàn ông thách thức là dại tôi là đàn ông tôi muốn đi đâu thì đi chứ cô mà đi mới là tan xác đừng tưởng ông ăn trả bán em là bảnh đâu tường đi rồi giang nhị không tính đi nữa cho mệt nàng vào phòng tắm rồi đi ngủ cho khỏe cứ tỉnh bơ để chiêu gan mẹ và em chồng lòng thì nghĩ hơi đâu mà ghét. Bây giờ thì tao cầu cho mày dạy Mà hiến thân cho chồng tao Tao không phải cái thứ vợ hèn Phải xin chồng về Phải khóc lóc ghen tuông Bực mình nộ một ngày là đủ rồi Mệt tí mổ Giang nhị la lối đã rồi lên Lầu nghỉ Nàng nằm là ngủ ngay Chẳng cần biết tưởng đi chơi với sáng hương hay là với ai Vân nghe ngóng không ty chị dâu Nói năng hay khóc lóc gì cả Trong phòng êm du Thì lên đầu bảo mẹ chị ngủ rồi chắc là đi ăn ở đâu no rồi nên không ăn nữa bà nhẫn tức giận cái điệu này là nó muốn tỏ ra không ăn để khỏi phải làm con dâu có loại mất dậy con đặt cơm để em lâm về ăn nó đi bơi về đói lắm đấy mẹ mẹ đưa tiền con ra hiệu bán giò trả gần đây mua về ăn nữa vốn tàn tiện bà nhẫn nói mua đại trứng luộc lên ăn cũng được rồi Vân chán nản nhìn mẹ Có thiếu gì nhà giàu ăn uống bóc mồm bóc miệng khổ sở Vân chỉ đành thở dài và làm theo ý mẹ Thấy con dâu bướng bỉnh, Bà nhẫn thở dài sườn sượt Chẳng lẽ bà lại mong con bà bỏ vợ Chứ bà đang tức lắm Bà cầu sao Giáng hương yêu tường Và ưng đại làm bé đi Lúc đó con này chịu không nổi cũng phải bỏ Giáng hương luôn luôn niềm nở tiếp tường Cả ngày gần gũi lo làm sổ sách giúp đỡ lại cùng đi chơi đây đó Theo tường đi đặt hàng Đi lấy tiền tháng cho bà Nhẫn Giáng hương làm như đã nghiện chàng Đã thành thói quen Như là xa chàng thì nhớ Nhà chỉ có hai chị em Chị của nàng đã quá và có một đứa con Nên ở với nàng Lo nhà cửa cơm nước cho nàng Giáng hương được tự do và không thiếu thốn gì cả Đã sắp tối Mà con thấy tường đến Giáng hương mừng rỡ ra đón Tường hỏi May quá, em không đi đâu à? Giáng Hương cười Gần tối rồi còn đi đâu làm gì Anh đến chơi hay là có chuyện gì gấp Ở nhà buồn nên đến chơi với em thôi Vậy thì vào cất xe đi Em nhờ chị Kiều đi mua bia với thịt về quay, nhậu Anh đến vào giờ này được nghỉ ngơi nhâm nhi mới thú Tưởng vui vẻ xoa tay Anh đâu có biết mình lại có cái mục này chứ Nếu được vậy mỗi ngày thì sướng nhỉ Sao không được, chỉ sợ anh phải ở nhà hầu vợ không dám đến thôi sức mấy mà sợ nghe tưởng đáp hăng hái giáng hưng cười lớn thật không đấy làm thử luôn một toàn lễ thử xem dám không Tưởng ngồi xuống ghế làm luôn một tháng một năm rồi suốt đời cũng được chứ việc gì phải thử giáng hưng bữ môi ừm um, xạo có vợ mà làm như là còn độc thân ý có vợ hay độc thân cũng phải có tự do chứ có vợ là trôn luôn cuộc đời à Giáng Hương đang dặn chị mua bia và đồ nhậu, trời chị đi rồi, nàng bồng cháu đặt lên đùi mình và nói em cũng thích tự do, thấy chị kiều có con nuôi con một mình mà cực khổ thiếu thốn muốn chết, thành ra em sợ luôn hết dám lấy chồng. Tường nhìn khuôn mặt xinh đẹp trẻ trung với sắc rào của Giáng Hương và nói hèn gì em sống có vẻ chắc chắn và khôn lanh nhỉ à? ít có con gái nào nuôi ý nghĩ thực hành như em giáng hương bạo gan ôm lấy cổ tường ghé mặt áp má vậy anh thấy em thế nào hay hay là dở tưởng đáp chung chung tự lập thì sướng sống như em đâu phải là dễ phải có tài đảm giáng hương cười và hỏi anh có vợ sớm làm gì vậy Đàn ông ngoài 30 tuổi lấy vợ còn sớm chán. Ừ, dại rồi thì đành chịu. Giang Hưng nhớ lại cử chỉ của Giang Nhị, bực mình nghĩ thầm. Mình tìm hiểu xem tình vợ chồng của cô ta ra sao, rồi mình trêu chơi trời bỏ ghét. Nàng ra ngồi vào ghế bên tường và hỏi. Coi bộ anh thương yêu quyến luyến vợ anh lắm sao mà đến đây giờ này được. Tưởng nói không suy nghĩ. Thương yêu gì? Chẳng qua là hấp tấp chưa hiểu nhau cặp mắt của giáng hương lóe lên hèn chi em đấy làm lạ sao người như gia đình anh mà chê em xong lại đi cưới mọi người kém em đủ mọi phương diện tưởng hơi nhột cô cũng hơi quá nhưng gia đình anh chẳng ai thèm mất lỗi anh hiền thật đấy khi xưa làm sao không biết nhưng lúc sau này mẹ anh gặp em đều mặn mà hỏi thăm em nghĩ cối cũng tốt số nên lấy được anh, chứ đẹp thì cũng chẳng hơn gì ai. còn vô thực cách, không có nghề ngỗng gì cả, thả ra khó lấy chồng lắm đấy. Tường ngượng ngập, xin đừng bắt anh nghe nói về vợ anh nữa kỳ quá. Tường làm cho dáng hương khựng lại, nhưng rồi không giận mà lại khen. Xin lỗi, em biết anh là người tốt, theo lẽ em không nên nói đến chị ấy từng chờ chị kiều mua đồ nhậu về ở lại chơi với giang hương đến nửa đêm mới về nhà giang nhị ngủ ngon lành từng cứ tưởng nàng ở nhà chờ mình về và sẽ giận hờn trách móc nhưng thấy nàng ngủ tỉnh bơ trang lại cảm thấy bị xúc phạm nó đâu có cần gì mình điệu này á dám gặp lại bồ cũ rồi vân mở cửa cho anh ngồi rồi lên lầu ngủ với mẹ từng ngồi một mình ở ghế hút thuốc trong đêm vắng lặng trang tự hỏi lòng tình yêu ra sao Cái thú vị thành thơ thần Thánh thơm ngát đâu hết mất rồi nhỉ Thay đồ xong lên nằm bên vợ Tưởng nghĩ đến những giây phút ngồi bên Giáng hương Một người con gái có hoàn cảnh sống tự do Nhưng họ có sung sướng không? Cứ nhìn cuộc sống của Giáng hương Thì lúc này đây nàng đã ngủ mất tiêu Sau một ngày mệt nhọc Còn gì mà buồn nữa Bất giác tưởng quay ra ngắm vợ Giang nhị cũng khá đẹp khi ngủ dịu hiền không như là lúc thức chàng tự hỏi lòng mình còn yêu nàng không và từng nhận ra cái xúc động buổi ban đầu của nàng mới cưới không còn nữa hình như chàng làm vợ chồng với giang nhị là do nọ tiền kiếp hay sao nên chàng không nuôi được sự xúc động lâu hơn chàng bù cho cặp vợ chồng vũ thái nếu giang nhị nhìn được cảnh vợ chồng của anh chắc là nàng buồn lắm cũng là vào giờ đêm tất cả đều say ngủ mà hai vợ chồng vụ Thái gắn bó cả trong giấc ngủ ngon. Con bé Hồng Điệp như biết thương cha mẹ nên ít quấy. Nó ngủ thiên thít trong cái giường nhỏ vụ thái mới mua cho nó sau hôm đầy tháng. Trẻ con ít bế bồng ban ngày thì ban đêm nó ngủ rất ngon bởi nó quen nằm yên tĩnh. Nếu sốc sáo thì nó lại thức mà khóc. Bà Vũ Kim không bị phá giấc ngủ bao giờ nên ăn ngủ đều đặn, gặp ai cũng khoe. Con cháu nội tôi nhé, nó chẳng quấy khóc gì cả Không ngờ con vợ thằng Thái nó lại khéo cả nuôi con Bà quốc sĩ ở bên cạnh nghe phải lấy làm lạ Bà này mà bà khen dâu là cái sự không vừa Thì trước tới nay cứ tưởng bà ghét con dâu lắm Tiếng lành đồn xa, tiếng giữ đồn xa Bà Thành là bà bạn thân với bà Vũ Kim Ở xóm này về nói lại với con gái trong bữa ăn chiều nhàn hạ Con Hồng Ngọc nó giỏi từ ở nhà Biết giúp mẹ lo cho đàn em biết bổn phận lo cơm nước nhà cửa. Cho nên khi lấy chồng nó sắp xếp việc gia đình của nó cũng giỏi. Con cũng biết bảo Vũ Kim là khó đằng trời. Vậy mà bây giờ cũng đã bắt đầu khen con dâu rồi đấy. Bà Thành chỉ có ba cô con gái. Vì không có con trai nên khi trước bà cũng tính chọn Vũ Thái làm gì. Thủy Châu lớn nhất và cũng là bạn chơi với Vũ Thái từ bé. Nhưng không thân bằng Hồng Ngọc. Nghe mẹ nói Thủy Châu bĩu môi khéo Giỏi để về chỉ có làm mọi Ở đợi không công cho mẹ chồng mà sung sướng nỗi gì Ai mà ham Bà Thành trao mày Con vẫn có cái lối ganh ghét con Ngọc Hồi nhỏ chúng mày chơi với nhau rồi Khi lớn đi học Sao lại làm như là không quen Nếu không thì mẹ cũng gả con cho Vũ Thái Bà Vũ Kim là bạn của mẹ Con được ở gần nhà Có đâu đến bây giờ Ba chị em bay 18 đôi 10 rồi Mà còn chưa có hay ngó đến cả ba cô đều động lòng chẳng có ai thích bị thế em út thủy điệu bảo mẹ mẹ cứ khen con này người ta mà hạ con mình xuống ở ngoài người ta nghe được ai mà cười cho con biết hồi nhỏ chị thủy châu đang chơi thân với anh thái tự nhiên lại xa vì chị đi học trường khác chị hồng ngọc thì học cùng trường với anh thái điều này là tại hoàn cảnh chứ đâu phải là tại ai với lại tụi con thiếu gì bạn trai tại mẹ không muốn cho con mời họ đến chơi chứ tụi con đâu có thu hồng ngọc cái gì bà thành nghe con út nói cũng đúng nên bà cười. cười đừng có đổ vạ đấy thì tao cho chúng mày có bạn trai được mời đến nhà chơi đấy có điều lựa đứa nào con nhà tử tế có giáo dục đàng hoàng chứ mấy cái đứa hoang đoàng cả nhỏng lớp cấp là không được đâu đấy thủy ngọc cô em gái giữa vỗ tay đó mẹ xả cảng rồi đấy Chị Thủy Châu lớn nhất nên có bạn trai trước nhất Mà kế manh chồng Nhớ là kế manh nào đẹp trai và hiền tốt như anh Thái nhé Bà Thành gật đầu Vậy là các con nắm vững vấn đề rồi đấy Mẹ cho có bạn Nhưng phải chọn bạn mà chơi Ba cô con gái của bà Cô nào cũng xinh như mộng Thủy Ngọc có duyên nhất Thủy Diệu ngây thơ, hồn nhiên Nhìn ba cô con gái lớn mà chưa có ai hỏi cưới Bà Thành sốt ruột Người cũng nao núng như bà có lẽ là Thủy Châu Người con gái một cỡ với Vũ Thái và Hồng Ngọc này Là con nhà giàu xóm trên Hồng Ngọc là con nhà nghèo xóm dưới Nghèo về nhà đông con Nuôi tốn kém Mà gia cảnh không khá Người cha làm cai thầu Đem sức lao động cho kiếm tiền nuôi vợ con một đàn Nhà bà Thành đã có dư ăn từ ngày còn bà ngoại Bà ngoại cho vay lời hàng tháng Xài không hết Chết đi để hết tài sản lại cho cô con gái một Bà Thành cứ thế mà phất lên Ông Thành thì làm tàu viễn dương Cả tháng về nhà có vài ngày Có khi hai tháng mới về Ông nuôi vợ con dư sức Ba cô con gái ông đều cho học thêm ngoại ngữ Do đó Ba cô con gái ăn diện sung sướng Học giỏi Và đều mang một nét tự cao trên vẻ mặt Phải nói là con gái dẫu có đẹp cho mấy Mà mang cái nét kiêu kỳ tự tôn tự đại ấy Cũng khó kiếm chồng Đã có bà dòm ngó các cô cho con trai Nhưng chỉ là mấy bà chung giỏ bò thóc hay là sắp vỡ nợ rồi mới tính thử thời vận. Ao ước nếu cưới được cô con nhà này thì có thể nhờ vả may già cứu vãn tình thế. Khổ nỗi đời bây giờ cha mẹ khó ép con cái cho nên các bà tính lựa một cô đi hỏi cho con thì con cho các bà dẫy lên. Thôi đi mẹ, lấy vợ phải có tình yêu. Con chưa yêu người ta mà cưới cái gì? Bà Trúc là bà mặn mà lựa chọn Thủy Ngọc dỗ con mẹ thân với bà thành nên mẹ biết con thủy ngọc nó dễ thương nhất đấy đẹp nhất nhà học hành thì khỏi nói con ưng là mẹ đi hỏi ngay tân hỏi mẹ mẹ có biết người ta chịu gả không mà hỏi bà trúc chủ quan tới ba cô con gái chưa chồng suốt ruột lắm chứ bộ Sẽ được không gả giữ làm cái gì tân suy nghĩ rồi nói mẹ tìm dịp cho con làm quen thử coi bà trúc có vẻ mừng Mẹ cứ sợ mày có người yêu rồi Vậy là mẹ đỡ lo Để mẹ đánh tiếng trước đã nhé Cũng tại trong ba cô Thủy Ngọc duyên dáng xinh đẹp và ngoan hơn tất cả Nên nàng đã có người yêu là Khánh Bạn đồng học Khánh là con nhà khá hát thôi chứ không có giàu Hai người yêu nhau tình đầu Cũng như là Hồng Ngọc và Vũ Thái vậy Khi bà Trúc đến chơi nhà bà Thành Để rõ ý tứ Lựa vào giờ các cô đi học hết Bà ngỏ ý xin cưới Thủy Ngọc cho Tân Bà Thành ngăn ngại Ờ, uh, để tôi hỏi cháu đã, rồi tôi sẽ trả lời bà. Nhưng sao bà không ưng cháu lớn? Cháu Thủy Châu là chị nên đi trước thì phải hơn. Bà Trúc cười thân thiện. Cô Thủy Châu có vẻ đứng đắn quá. Cháu Tân nó vui tính, có lẽ hợp với cô Ngọc hơn. Bà cho tôi xin cô Thủy Ngọc đi. Hai bà đang nói chuyện thì Thủy Ngọc về. Bà Thành gọi con lại nói. Bác Trúc muốn xin con làm con dâu bác ở đấy, con có chịu không? Thủy Ngọc ngạc nhiên nhìn hỏi mẹ Sao bác không hỏi chị Thủy Châu hả à, mẹ? Bà Trúc cười Phải duyên phải nợ mới cưới được cháu ạ à. Anh Tân cháu chỉ mến cháu thôi Thủy Ngọc cho mày Khi nào chị Thủy Châu có chồng con mới tính Con còn tự do Dạy gì đâm đầu vào đeo gông Bà Trúc cười gượng <laughs> Lấy chồng mà kêu là đeo gông Có kỳ không cơ chứ bác không có khó hết gì đâu khi nào cưới xong bác cho hai vợ chồng ra ở riêng tha hồ tự do không phải làm dâu thủy ngọc đỏ mặt cháu sợ làm dâu và sợ cả phải lo mệt cháu còn nhỏ mà lo cái gì thôi bác ạ à, cháu còn lười lắm sợ không làm vợ nổi đâu nói xong thủy ngọc bỏ lên lầu bà trúc bẽ bàng dưới bất thình lình nghĩ thầm mình cứ tưởng cô này là đứa hiền nhất nên lựa cô ấy ai rẻ cũng đánh đá sáng sớm giữ Trong khi các bà có con trai mà muốn ngắm nghe ba chị em Thủy Châu, thì Vũ Thái với vợ thật là hạnh phúc. Còn Giang Nhị lại lủng cùng tợn. Chỉ tại cái tính bướng bỉnh không chịu thua ai. Giang Nhị ghen với Giáng Hương nhưng thấy khó lòng, thì mở mà màn một chuyến dịch hạ uy tín của Giáng Hương. Nàng nhất định không lo làm dâu nữa, tức là không đi chợ nấu ăn gì cả, mà chỉ lo để tiền ăn cơm ở ngoài. Cũng chẳng về nhà mẹ mấy khi, bởi sợ nhìn thấy cảnh thuận hòa hạnh phúc của Hồng Ngọc Đã qua 3-4 ngày mà Giang Nhị không lên để lấy tiền trợ Bà nhẫn thế vân đi học về Lại phải làm việc như xưa Thì thương nên hôm sau nữa bà phải làm lành kêu Giang Nhị Vợ tường này Con có rảnh lên mẹ nhờ một tí Giang Nhị nghe bà đổi giọng Thì đoán là bà lại tính sai mình đi chợ búa Mà để bà sai Mà không làm là có lỗi Nên cứ ở dưới nói lên Thưa mẹ hôm nay con lại bận suốt ngày rồi mẹ Bà nhẫn tái mặt Bà cố dịu dàng và nói Có chuyện gì thì xếp lại Hôm nay đi chợ lo cơm nước rồi mẹ Chứ em Vân nó mắc đi học Đi thi đâu có thời gian rảnh mà lo cơm Giang nhị giống nụ cười Nàng dư Biết ý Nên nàng nói Thưa mẹ bởi con biết nhà bận không lo được cơm nước Nên con đã đóng tiền ăn cơm tháng ở ngoài rồi con đang đi tìm việc làm nên phải vậy thôi ạ à. Bà nhẫn lịm người Chẳng lẽ lại không cho con dâu đi làm Bắt nó ở nhà làm người hầu Thời buổi này các bà mẹ chồng phải lép vế Vì đã khác xưa rồi Rồi Giang Nhị về đến nhà mẹ chơi Nàng không cần hỏi tới chồng Tường cũng cảm thấy dư thừa trong nhà Bởi vậy sáng là chàng cũng đi Đã có dáng hương đón cho uống Lúc nào cần về ngủ trưa thì mới về Vợ chồng sống giống như là ly thân vậy Vũ Thái thì em gái cứ về nhà chơi, vào những giờ lẽ ra phải làm việc nhà cho bên chồng thì tìm hiểu. Vợ chồng mày làm sao mà đi riêng rẽ? Còn mày thì lẽ ăn ở đây, thế ai lo cho nhà chồng? <laughs> em mắc đi làm ăn mà, nhà họ thì họ tự lo, hơi đâu mà thắc mắc? Vũ Thái liếc vợ ngượng ngập. Nói vậy mà nghe được đi à? Vợ chồng phải chung lo việc gia đình, phải vun vén hạnh phúc, mai mốt còn có con chứ. Lo thì cả hai phải lo Con thì cả hai phải nuôi Cảnh của em chẳng ai lo cho em Nên em chẳng lo cho ai hết Vũ Thái ngạc nhiên Bộ thằng Tờ nó không lo cho em à? Còn lâu ý Hắn bảo em ở nhà làm việc cho mẹ Thì có mẹ nuôi Đi lấy chồng cái kiểu này không có một đồng dính túi Chỉ làm đầy tớ cơm nuôi thôi Thế chồng em không giao tiền bạc gì cho em à? Anh ấy làm gì có lương mà đưa cho em? thế nó sống bằng cái gì làm cho mẹ thì mẹ nuôi hai vợ chồng em thấy sống vậy thà chết còn hơn nên em không làm nữa em không làm thì em không ăn khỏi nói em được đây rồi sắp mùa mưa đi chợ cực khổ em chẳng dại hồng ngọc nghe giang nhị nói mà cảm thấy khó chịu nàng góp ý vậy thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng cô phải vì tình yêu chồng mà lo cho gia đình chứ bỏ bê bổn phận như thế không nên đâu cô ạ à. giang nhỉ quay ra nhìn chị dâu bộ chỉ tưởng ai cũng ở ở vào cái cảnh đồng vợ đồng chồng lo lắng cho nhau à? làm việc nhà chồng thì đồng ý là phải làm rồi nhưng họ có coi mình là vợ là dâu con mình mới làm chứ thế họ làm sao và chú tường thế nào bổ hai vợ chồng cô lấy nhau không có tình yêu à yêu nhất thời chưa gì đã vội đòi cưới nên nó thế đấy hồng ngọc suy nghĩ rồi bảo vậy là cái gia đình bên chồng cô quá dễ dễ với con mà cũng dễ cả với dâu con trai muốn làm gì thì làm con dâu muốn đi đâu thì đi như thế thì làm gì có hạnh phúc hạnh phúc gì đâu chị và họ cũng chẳng dễ đâu tại họ nuốt tôi không được đấy thôi hồng ngọc nhìn chồng Em chẳng hiểu gì cả Mình có hiểu không? <laughs> hiểu Họ lấy nhau không có tình yêu Nên họ chỉ lo cho họ Yêu chính họ chứ không có yêu ai hết Còn bên nhà chồng không phải là thứ có đạo đức Nên mới cưới dâu Vĩ nghĩa để xài Đỡ tốn tiền mướn người làm Chứ không phải vì cần có thế hệ mai sau khi mình già Giang nhị nhìn anh Anh nó rành rẽ lắm Vậy anh nghĩ xem Em làm sao sống nổi với cái nhà như thế Vũ Thái trao mày suy nghĩ Vì hạnh phúc của em mình Vì trách nhiệm làm anh mình Phải gặp thằng Tường một lần Để lo cho nó sống cho ra sống Chứ gần qua tuổi trẻ rồi cứ sống như thế đâu có được Vào buổi sáng chủ nhật Vũ Thái bảo vợ Hôm nay anh phải lo dùng việc xây dựng cho vợ chồng con nhị Em ở nhà lo cho con đến trưa anh về thường thì những ngày nghỉ giờ nghỉ là vũ thái nhà với vợ con coi chơi với con cho vợ làm bếp làm những món ăn ngon cho cả bà nội ăn vui hoặc chở vợ con đi chơi nhà một vài người bạn hay về bên ngoại chơi với các gì khi có việc riêng vũ thái dặn vợ như thế nó cũng là một hình thức hỏi qua nhau cho có sự đồng ý hồng ngọc vui vẻ anh dáng giúp cho cô dựa ấy có hạnh phúc để phước đức cho con mình Vũ Thái sợ đi trễ thì tưởng là đi chơi mất Nên mới có 7 giờ rưỡi Chàng đến rủ tường đi ăn sáng Tường đang rửa mặt Giang nhị ra tiếp anh Vũ Thái bảo Tôi rủ dưỡng cái đi ăn sáng Cô không được theo đâu đấy Giang nhị biết là anh mình muốn xử hòa Dùng hai vợ chồng nên gật đầu Tường trải đầu thay áo ra đi với anh vợ Vũ Thái muốn lên chào bà nhẫn Tường bảo Mẹ em ngủ á, đến 9 giờ mới dậy cơ Đêm bà ít ngủ Thường thì gần sáng mới ngủ lại thôi anh em mình đi vũ thái đưa tường đến một tiệm ăn điểm tâm và không để ý là nơi đó ngang nhà bà thành chàng vào đề ngay cho mau hết chuyện dượng tường ạ à, hồi này tôi thấy giang nhị và dượng sống như là ly thân vậy là thế nào dượng cho tôi biết có được không tường lộ vẻ khó chịu ngay xin lỗi sao anh không hỏi ngay em gái của anh ấy có tôi hỏi rồi Cô ấy nói là tại chú cứ đi hoài Không ở nhà Nên cô buồn cô đi chơi <laughs> Cô ấy biết tôi mắc lo việc làm ăn cho mẹ tôi mà Anh phải biết là đàn ông thì ra ngoài Đàn bà ở nhà lo nhà cửa bếp núc Vậy mà cô ấy lười và ganh với con Vân Không chịu ở nhà làm việc Mà lại đòi đi làm Làm gì thì tôi không biết Chứ cơm hàng canh chợ bộ tốt lắm hả Vũ Thái thẹn thầm Giận em mình cư xử chẳng ra làm sao Chẳng nói Cô về ăn ở nhà tôi chứ đâu Đó là lúc tôi gặp Còn sau này cô về qua giờ ăn làm sao tôi biết Có điều tôi muốn xử hòa vợ chồng dựa kẻo tôi cũng có lỗi Tường nhìn Thái cảm tình và ôn tồn nói Anh rất tốt Tôi cảm ơn anh Nhưng vợ chồng tôi không cãi nhau Chỉ có bất hòa về cái lối sống của nhị Không phải là lối sống của một người con gái có giáo dục Tôi xin lỗi anh vì đã nói thẳng Cô còn kém chị Hồng Ngọc xa Tuy cô học nhiều hơn chị Hồng Ngọc Vũ Thái ngạc nhiên Dương biết vợ tôi à? Tôi nghe chuyện mấy bà nói với mẹ tôi Hồi tôi đang lo đám cưới Giang Nhị Hình như hôm đám cưới Thì vợ anh đi sinh Vũ Thái gật đầu Tường nói tiếp Họ nói chị Hồng Ngọc rất đàm đang và hiền dịu Vậy mà mẹ và em chồng lại rất ghét chị Kiếm chuyện gây sự với chị dữ lắm Mà chị vẫn nhẫn nhịn tươi cười cho anh khỏi bận tâm Vũ Thái trao mày Chuyện nhà của tôi họ nói làm gì vậy Họ khen chứ họ đâu có chê Tại tôi cưới Giang Nhị nên họ mới phê bình Họ nói Giang Nhị độc hiểm ác Khuyên tôi đừng có cưới Nhưng tôi và mẹ tôi đều nghĩ Giang Nhị đã ở vào cảnh em chồng Biết bắt bè chị dâu thì chắc là phải tốt đẹp hơn chị dâu nhiều Còn mẹ thì Xin lỗi anh nhé Họ nói Bà mẹ kỹ tính Chắc là phải dạy con gái nết na tốt đẹp hơn con dâu Vậy đấy Tại mẹ tôi cũng hố to Vũ Thái thấy tường cười Sau câu nói thì thẹn thầm Nhưng chẳng cố hòa nhã và nói Sinh con Chưa đâu có sinh tính Mẹ tôi cũng muốn tốt cho nó thôi Thôi bây giờ đã là anh em thì còn nhắc những cái ngày qua làm cái gì Tôi muốn dựng tha thứ cho nó Để vợ chồng sống với nhau Rồi còn có con có cái <laughs> Thú thật với anh Tôi đang sợ có con với cô ấy đây Do đó tôi đi suốt Ấy là chưa có con Mà cô còn làm mình làm mẩy Và nhà có nhiều việc Gì cho nó cam Chỉ có nấu cơm ngày hai bữa mà cô ấy còn trốn Thế có con rồi Chắc cả nhà phải xuống vào mà hầu cô ấy Nếu không thì con tôi sẽ khổ Ôi không có chuyện đấy đâu Khi có con là cô phải thương con Có bổn phận làm mẹ Dượng đừng có lo Tôi cần cố đủ bổn phận làm con vợ đây này Chắc bà già nhà cưng cố quá Cho nên cô muốn nắm đầu hết Phú Thái hỏi Vậy Dượng cứ để tình trạng này mãi à Lúc nào nó đứt thì cho nó đứt Chứ tôi không chủ động Hai người trao đổi câu chuyện đến chỗ bế tắc này Thì lo ăn cho xong tô mì Chợt lúc Vũ Thái lấy tiền trả cho nhà hàng thì nghe kêu ở đằng sau. "Trời ơi anh Thái, anh sang nhà em chơi đi mẹ em nhắc anh hoài à." Vũ Thái giật mình quay lại. "Kìa, cô Thủy Châu tiến đến nắm tay chàng. Cô cô cái gì? Anh quên em à anh Thái? Em là Thủy Châu đây này." Vũ Thái đỏ mặt rút tay lại. "À, cô à, quên, em Thủy Châu, lâu không gặp, em lớn quá nhỉ?" Thủy Châu cười giòn Chê em già thì cứ nói đi Nè Bắt được anh ở đây nhá Em kéo anh sang nhà chơi Vũ Thái lúng túng và chỉ tường Anh đang bận đi với em dễ Thủy Châu quay sang nhìn tường và khẽ gật Chết Xin lỗi anh Vì em mừng gặp anh Thái Thành ra chẳng nhìn thấy ai cả Hai anh đi ăn sáng Mà ăn xong rồi thì còn bận gì nữa Hôm nay sáng chủ nhật mà Vậy mời hai anh sang nhà em chơi Mẹ em nhắc anh Thái hỏi Tường nghĩ nên rút lui để chấm dứt việc Giang Nhị cho xong nên nói Thôi, tôi cũng có việc phải đi lo cho bà già Anh qua bên đây chơi một tí đi Thùy Châu vui vẻ Đúng đấy, đừng vụ lòng của chúng em Anh qua đây Thùy Châu kêu mua 5 cái bánh bao Vội tay hỏi Nhà có những ai mà mua nhiều thế Ba đứa em Và mẹ với anh là năm Tường bật cười vỗ vai Thái Hiếu khách đến thế là nhất rồi Thôi anh sang bến nhá, tôi về đây Thái hỏi Mai Dượng đưa cô ấy sang tôi chơi được không Tường vừa ra cửa vừa nói Có xem tình hình được thì tôi sang anh Anh đừng có chờ Vũ Thái buộc lòng phải đem xe qua bên đường Chàng còn dựng xe ở cửa nhà bà Thành Thì Thủy Châu kêu vào dối rít Mẹ xem ai đây này Ủa Thái Lâu quá tưởng cho quên bác và mấy em rồi chứ Bà vồn vã mời Vào đi chơi Mấy em ở trong đấy Thủy Diệu chạy ra nắm tay Thái hồn nhiên và reo lên Anh Thái Anh vẫn đẹp trai như ngày xưa ấy nhở Mà còn lớn Cao lên và mập ra nữa chứ <laughs> Thủy Diệu đấy à Cô em 14 tuổi nay lớn quá Thủy Diệu nói ngay Lớn mà em xấu hơn hồi bé phải không Tuổi dậy thì, thì làm sao mà xấu được Thủy Ngọc đã có người yêu Nên điềm đạm từ tốn ra chào Vũ Thái Anh Thái Hôm nay rồng đi đâu mà lạc vào nhà tôm thế Vũ Thái quay lại kêu Ồ oh, Thủy Ngọc Nhìn em xinh hơn ngày xưa nhiều đấy Và quay sang bà Thành Nhà bác đúng là cả một vườn hoa Cả nhà mừng Thái chân thành quá Làm cho Thái cũng vui Quên lời hẹn về với vợ Chàng vui vẻ ngồi lại trả lời Mỗi cô một câu và sẵn sàng ăn cái bánh Thủy Châu đưa cho. Tường đi về nhà, Giang Nhị không thấy anh thì buột miệng hỏi, chứ chưa có ý định hòa thuận với chồng. Anh Thái đâu? Anh không đi chơi với anh ấy à? Tường được dịp tỏ cho Giang Nhị biết, không phải là chỉ mình mới có bạn gái, nên trả lời. Anh ấy bị bắt cóc rồi, còn đi chơi với anh làm sao được? Giang Nhị sửng sốt. Ai bắt cóc? Anh nói giỡn nhỉ? à? Một cô đẹp lắm, còn trẻ nữa, xưng tên là thủy châu bắt cóc anh ấy kéo về nhà cô ta rồi giang nhỉ hoài nghi anh thái mà để ai bắt cóc chắc là anh ấy cũng muốn thăm người ta chứ bộ tưởng cười ai biết đâu đấy chỉ thấy cô ấy nắm tay anh thái kéo đi nắm tay kéo vậy là gặp bọn làm gái rồi tường càng ngỡ mờ nhà ở đâu vậy Tường nói số nhà vì khi nãy ngồi ăn chẳng có vô tình nhìn thấy số nhà đối diện. Giang nhỉ vỗ chán rồi chợt cười. Ui giời, nhà Bắc Thành. Vậy là đám con gái nhà bác ấy. phải rồi Thủy Châu, Thủy Ngọc, Thủy Diệu. Tường sửng sốt. Em quen đấy à? Bạn thân với mẹ mà. Tự nhiên hai vợ chồng vì chuyện này mà nói chuyện với nhau. Thành ra hủy. Tường suýt xoa. Cái cô mà xưng tên em là Thủy Châu đây, đẹp lắm, chắc là cô đẹp nhất. Giang nhị khoe anh mình hồi đó là chị thủy châu tính sẽ là vợ anh thái đấy, nhưng vì anh thái đã thương chị hồng ngọc nên mẹ chiều anh ấy. Còn hai cô em nghe nói còn xinh đẹp hơn nữa kìa. Tường hỏi, rồi chị hồng ngọc có biết không? chắc là không đâu, vì anh vũ thái có tình ý gì với ai khác ngoài chị đâu. Tường nhớ lại ý định của mình nên bảo vợ, em thấy chưa? Ai mà chẳng có bạn gái Bạn hồi còn đi học cả đống Có điều là phải có nợ mới thành duyên Em có tin là chị Hồng Ngọc cấm chồng có bạn không? Giang nhị thành thật Chị chẳng cấm đâu Vì chị là nhất rồi Lại có con Ai hơn được chị mà lo Tường cười Vậy là em lo anh có bạn gái à? Giang nhị giật mình vào lườm chồng Không phải em lo Em có ngán con bạn nào của anh đâu mà em phải lo có điều em nói cho anh biết là đời này Trọng lẫn kính chung Anh trọng em Bạn anh trọng em thì em trọng lại Nếu ngược lại thì cũng thế Tường lầm lầm nhìn vỏ vi nghĩ Vẫn bướng Nhưng thôi hơi đâu mà cãi Để xem ai thiệt cho biết Danh nhỉ hỏi Anh có đi đâu bây giờ không Đi chứ Vậy cho em quá giang với bên ba mẹ em tối em về Tường nhìn lên lầu Anh nghĩ em nên ở nhà lo cho mẹ Giang Nhì nói Mai em ở nhà Hôm nay chủ nhật Có em Vân mà anh quên à Tường gật Vậy thì mai em ở nhà lo phận sự như trước nhé Anh đừng tính xin mẹ một số tiền Cho vợ chồng mình làm ăn Em đừng có làm trái với mẹ đấy Nghe chồng nói vậy Giang Nhì ưng ý lắm Nàng nhuền miệng cười Anh có ý nghĩ vợ chồng sẽ làm ăn với nhau à Vậy mà em cứ tưởng là anh quên em Xin lỗi nhé Giang Nhì ghé hôn vào má chồng cho em thay áo, nhanh lắm Một lát sau Giang nhỉ xuống cửa nhà mẹ Nàng đứng lại giơ tay chào chồng Bye bye Chiều cô về qua thì giúp em nhé Hồng Ngọc nghe tiếng em chồng vui vẻ khác thường và hỏi Ai đưa cô đến mà vui quá vậy Chồng nghe đấy chị Hồng Ngọc reo mừng Vậy là anh Thái thành công rồi Giang nhỉ ngạc nhiên Thành công cái gì ạ à? anh ấy nói anh ấy đi giải hòa cho cô và dựa vậy bây giờ cô dượng hòa rồi là thành công chứ còn gì nữa <laughs> giải hòa cái khỉ khô tả có chuyện nó xảy ra rồi hai đứa em nói qua nó lại quên tự ái quên giận nhau thành ra hòa chứ bộ hồng ngọc ngẩn ngơ chuyện gì mà vui thế còn anh thái đâu mà chưa về con người ta ai cũng có thói quen xưa nay giang nhị sâu độc thích thấy kẻ khác đau khổ và phải kém mình Thấy chị dâu có hạnh phúc Nàng vẫn ganh thầm Cho nên tự nhiên không cố ý mà giang nhị tỏ ra Có chuyện làm quà Anh ấy đã về sao được Bị bắt cóc rồi Hồng Ngọc hốt hoảng đứng dậy Tí nữa làm rớt cái áo vào mặt con bé điệp Đang nằm bên đồi nàng Chết! Ai bắt cóc anh ấy Cô lại trêu tôi chứ gì Chị có biết chị em con Thủy Châu không nhở Hồng Ngọc đã xanh mặt ngó cả người Thủy Châu nào Chắc là tôi không quen Chị có nhớ bà Thành không? Bà Thành bạn thân của mẹ ấy Chắc là mẹ chị cũng có quen đấy Hồng Ngọc lẩm bẩm như nhớ ra Bà Thành à? À tôi nhớ ra rồi Hình như mẹ tôi cũng có quen sơ sơ À tôi nhớ Có nghe tên cô Thủy Châu Hồi đó hình như mẹ thân với bà Thành Muốn cưới cố cho anh Thái Nhớ đến đây tự nhiên Hồng Ngọc Xanh mặt phải ngồi xuống Giang dị gật đầu Đúng đấy nhưng nghe anh tưởng nói cô Thủy Châu lôi kéo Mời anh ấy với vẻ thân thiết bồn vã lắm Làm cho anh ấy không thể từ chối Hồng Ngọc đã tỉnh hồn lại Khi nghe tự Thủy Châu mời Mọc Thì lấy lại bình tĩnh Sắc mặt đã hồng ngào hòa nhã và nói Tưởng là anh ấy bị bắt cóc kiểu nào mới lo chứ Con gái nhà lành mà nó hạ mình lôi kéo đàn ông con trai như tôi chơi gái vậy đó Thì có lý gì cho mình phải bận tâm bận lo Giang nhỉ tròn mắt nhìn chị dâu nàng thấy hồng ngọc có một thái độ bề thế của kẻ làm vợ có lẽ ai nhìn thấy cũng phải phục còn tình địch nhìn thấy thì tức chết nàng cứ đứng chân chân nhìn hồng ngọc hồng ngọc cúi tay tạo cho con lòng mong chờ chồng về hỏi cho rõ nhưng không nôn nóng ra mặt lúc đó ở đằng nhà bà thành thái và ba chị em thủy châu đã ăn bánh bao uống nước ngọt xong bà thành hỏi thăm năm ba câu chuyện biết thái có con bà nói mau thật phải chi hồi đó cháu cứ thủy châu thì bây giờ bác đã có cháu ngoại rồi Vũ Thái đã sốt ruột nên cười gượng Rồi cáo về Thủy Châu đặt tay lên tay chàng Thân mặt và hỏi Anh làm ở công ty nào vậy anh? Thái trả lời cho xong để còn lấy xe về Anh làm chỗ cũ Đã có một lần em gặp anh Lúc đột mưa đấy Vậy hả? Nếu vậy em biết rồi Hôm nào em sẽ ghé thăm Bước ra được khỏi nhà bà Thành Vũ Thái phóng xe về ngay nhà Giang Nhị vẫn ở đó Trang vừa đẩy xe vào vừa nói Mày còn ở đây à? Hư vừa vừa chứ Thằng Tường nó nói mày bướng bỉnh lắm đấy <laughs> Anh trễ tàu rồi Anh tưởng đưa em đến đây chứ đâu Anh ấy cho em ở lại đây chơi đến chiều Rồi sẽ đến đón em về Thật không? Sao lại không? Tại cái chuyện chị Thủy Châu kéo anh sang nhà chị chơi mà anh Tường với em nói chuyện qua lại xong hòa với nhau lúc nào không hay Bảo em rằng đàn ông con trai trên đời này Ai mà không có bạn gái Rồi em nghĩ lại Cũng đúng Nên em không giận anh ấy nữa Vũ Thái lo ngại và liếc vợ Hồng Ngọc làm như không quan tâm đến chuyện anh em Nói với nhau cứ cho con bú Vũ Thái đi bên vợ Anh xin lỗi nhé Vì đã đi hơi lâu Nhưng mà lúc ấy <laughs> Vẻ lúng túng của anh tỏ ra Anh rất nể em thôi được rồi em thông cảm anh thay áo đi giờ đi ăn cơm em sẽ ra sau vũ thái hỏi em làm cơm xong rồi à xong lâu rồi mẹ ăn trước xong đi công việc chỉ có em chờ anh vũ thái ôm vai vợ em cho con bú chắc là đói bụng sao em không ăn trước đi chú tường và anh đã ăn mì sáng rồi chút nữa ăn cũng được mà Chàng giấu không dám cho vợ biết đã ăn cái bánh bao của Thủy Châu mời. Sợ chút nữa ăn cơm không nổi, Hồng Ngọc sẽ giận mình. Chàng đứng lên. Anh vào thay áo rồi ra coi con cho em ăn trước nhé. Anh ăn cùng mới vui. Con ngủ rồi. Nàng đứng lên chụp cái mùng. Úp tránh mũi cho con rồi ra dọn lại bàn ăn kêu Giang Nhị. Gian cơm với anh chị đi em. Giang Nhị đang lạ lùng nhìn chị dâu Nàng tưởng Hồng Ngọc biết được chuyện này thì chờ chồng về là phải hỏi này hỏi nọ và phải gây sự ghen tuông. Không ngờ Hồng Ngọc tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra và còn ân cần lo cơm, mời chồng mời em ăn cơm. Trong lúc ngồi ăn, Giang Nhị cảm thấy mình nhỏ bé trước mặt chị dâu. Nàng tự nhủ, mình có hứa với anh Tường là từ mai, ở nhà lo cho gia đình, mình phải giữ lời mới được. Và ăn xong, mình rửa chén dùm chị để lấy lòng xin chị chỉ giúp mình. Cách nào khi gặp con dáng hương. Giang Nhị có ý định rồi nên vui lắm, nàng ăn ngon lành và bảo Vũ Thái. Khi nãy tụi em hòa nhau, em có hứa từ mai sẽ ở nhà lo việc nhà. Vậy một hai bữa mà em chưa về thăm nhà được, thì anh chịu khó chở chị và cháu đến chơi với em nhé. Vũ Thái tư nét mặt. Vậy sao? Em đáng thương lắm, khi nào anh lãnh lương, anh mua cho một phong sô cô la cả ba người cùng cười lớn vui như thế đến chiều tường đến đón vợ như đã hẹn khi giang nhỉ đã về rồi vũ thái hỏi vợ mẹ có nói cho em biết mẹ đi việc gì không mẹ đi thăm một bà bạn mới mổ ở bệnh viện về chắc mẹ lại đó chờ đến tối em phải để dành cơm chiều cho mẹ thấy vợ tỏ ra không giận hờn vướng mắc gì hết vũ thái mới hết lo ngầm Chàng bồng con lên du và nhảy vui nhộn hồng ngọc nằm nghỉ và nhìn chồng tươi tỉnh nghĩ thầm Xem kìa Ảnh đâu có còn hạnh phúc nào ngoài mình và con Mình có ghen bóng ghen gió Chỉ làm cho nhà mất vui Và vợ chồng khó sắp gần với nhau được Giang nhị ở nhà Đang ghen chị dâu với chồng Từng bảo vợ Vợ chồng thì phải tin nhau như thế Mới có thể thông cảm Em học chị được đấy Giang nhị nói Nhưng cô Vân Cô cũng coi thường em lắm cơ Từng lắc đầu nó còn con nít biết cái gì Mình làm chị phải có lượng Sau này nó lớn Nó về nhà chồng nhớ lại Nó cũng thương mình Như em đang thương chị Thái vậy Nhưng ở đời Đâu phải sống dễ như thế Còn có sự phá phách của định mệnh Hay nói dị đoan là ma quỷ nữa Từ hôm gặp lại Vũ Thái Thủy Châu luôn nghĩ tới chàng Rồi nàng thích gần Gặp chàng cho yên tâm Nàng chờ chiều thứ bảy đến sớm một chút Chờ chàng ở cửa sở làm Cố tình mời chàng đi chơi Và cùng mình đi ăn tối Bởi cố tình cho nên Thủy Châu đi xích lô đến Khi thấy Vũ Thái chạy Honda ra Nàng tiến đến chặn đường và kêu Anh Thái Cho em lên xe với Tưởng là nàng đi đâu tiện nhờ quá giang một đoạn đường Nhưng Vũ Thái vẫn cho xe chạy từ từ và hỏi Cô đi đâu Em đi đón anh Vũ Thái ngạc nhiên thắng xe lại Cô tìm tôi á có chuyện gì không thủy châu lên nghe sau lưng xe thái chạy về nhà em đã em có việc muốn nói với anh về nhà là đứng đắn rồi còn có gì mà sợ vũ thái nghĩ vậy rồi chờ cho thủy châu lên xe ngồi đàng hoàng mới bảo ngồi cẩn thận đi nhé thủy châu mỉm cười sau lưng chàng nàng nghe lòng mình phơi phới ao ước phải chi được làm vợ của chàng thì mỗi chiều hai vợ chồng đi chơi đây đó có nhau đi coi phim đi cắm trại với gia đình. Thủy Châu khẽ khép vành mi, ngả nhẹ mái đầu sau lưng. Cô đã ngoài mươi đang khao khát tình yêu của chàng. Vũ Thái chẳng biết gì cả, chẳng ngờ vực gì. Chàng cứ cho xe chạy mong giúp Thủy Châu. Việc đưa nàng về nhà, rồi về ngay kẻ vợ mong. Đến nhà rồi Thủy Châu níu tay chàng. Vào nhà em chơi đã. Vũ Thái nghe mặt nói. Anh đau bụng từ chiều muốn về, ghé qua bác sĩ Tại chưa bao giờ em nhờ thì anh phải đưa em về Để cái khác nhé Nói xong Vũ Thái gật trào Và sang số xe vọt đi Thủy Châu chưa kịp cảm ơn Nàng lịm đi nhìn theo cái xe Và cùng cố tin là Thái đang Đau bụng thật cho khỏi quê Vũ Thái thoát được sự mời mọc của Thủy Châu Mừng còn hơn ai cho quà Chẳng không muốn thành người chồng bê bối Để vợ về chờ cơm Chàng về như thế này đã là trễ mất 15 phút rồi Vũ Thái cất xe xong ra hôn vợ con như thường lệ rồi mới đi tắm. Thủy Châu thấy không được mời Vũ Thái thì chống tay ngồi buồn hưu. Thủy Ngọc và Thủy Diều đã đi coi phim với Khánh, người yêu của Thủy Ngọc. Thủy Châu tủi lòng, nghĩ mình vô duyên và đột nhiên bực tức. Mình làm gì đến nỗi, cho anh ấy hắt hủi coi thường như thế. Đến phần lịch sự tối thiểu cũng không có là thế nào. Thủy Châu mí môi ngồi cô đơn trong căn nhà trống vắng tình cảm càng cảm thấy nỗi cô độc của cái tuổi sắp quá thời. Nàng hậm hực. Mình thua kém Hồng Ngọc chỗ nào? Mà khi trước đó một lần anh ấy lựa chọn Hồng Ngọc. Khi mẹ ta kêu tỏ lòng cho anh ấy làm gì? Giờ bây giờ, tuy là anh đã có vợ, nhưng mình có làm gì anh đâu. Mình chỉ muốn anh đến chơi với mình và làm bạn tâm sự thôi mà. Thủy Châu nghĩ tức không chịu nổi, chẳng tha đứng có hôm gặp lại tình cờ mà thân thiết. Vũ Thái rất dễ thương với bao nhiêu cử chỉ thân mật chứ có gì xa lạ đâu rồi sau hôm chia tay nhau một cái bánh bao ăn sáng chung với cả nhà thì thủy châu thấy vũ thái như một thành viên trong gia đình mình rồi nàng ấm mức với hình ảnh thân thiết của vũ thái rồi bỗng đứng phất dậy lấy xe ra kêu chị giúp việc co nhà giống như kẻ bị nam châm hút nàng phóng xe đến nhà vũ thái và không suy nghĩ quý vị và các bạn thân mến Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện rất là hay có tựa đề làm dâu. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này bằng cách quý vị bấm like, đăng ký kênh youtube gác chuyện để chúng ta lắng nghe được sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.